Chào tất cả các bạn nhé. Sau đây mình sẽ làm cái video hướng dẫn mọi người về cách sử dụng mobile banking. Đấy, ngày trước ấy, là khi mọi người đi thanh toán tiền qua web kênh ưu niền ấy, là mọi người sẽ ra cầm bản sao giấy chứng minh nhân dân ra. Đấy. Bản sao giấy chứng minh nhân dân ra là mọi người điền mã số chuyển tiền, thông tin cá nhân này, đấy, và thông tin người gửi này, mối quan hệ này. Đấy. Còn hiện tại thì nếu như đại dịch Covid này không kiểm soát được thì là mọi người sẽ phải thanh toán qua số tài khoản và sử dụng mobile banking. Đây như của mình là dùng ngân hàng Agribank mobile banking. Và sau khi mọi người đăng nhập vào, tải ứng dụng này về, kích hoạt xong mọi người đăng nhập, bấm đăng nhập này, đăng nhập, sau đó mọi người bấm vào nhận tiền kiểu hối này, đấy, xong sau đó mọi người bấm mã số chuyển tiền, đấy, nhận vào tài khoản. Số tài khoản bao nhiêu mọi người phải bấm vào đây. Đấy, xong số tiền nhận dự kiến, ví dụ như mọi người để là USD thì mọi người phải, bây giờ mọi người sẽ phải đổi lại là Việt Nam đồng. Ví dụ như là 516 USD thì bây giờ mọi người sẽ phải nhân với tỷ giá hiện tại lúc mọi người đi nhận tiền, thì ví dụ như là 516 nhân với 23 thì nó sẽ ra là bao nhiêu tiền Việt, thì mọi người sẽ nhập số tiền đấy vào đây. Đấy, khi mọi người bấm vào tài khoản nhận này là số tài khoản bao nhiêu thì loại giấy tờ tùy thân của mọi người là sẽ tự động nó lên, ngày sinh, ngày hết hạn này, Việt Nam này. Đấy. Đấy, đây này. Thế sau đó mọi người bấm vào tôi đã xác nhận, đọc và hiểu rõ này. Đấy. Tiền đầy đủ thông tin thì cái chữ tiếp tục này tự động nó sẽ nổi lên. Tự động nó nổi lên thì khi đó là mọi người bấm tiếp tục xong hết là nó sẽ thanh toán thành công. Thanh toán thành công thì lúc đấy chỉ cần bảo ngân hàng là em rút tiền. Em rút tiền mặt hoặc là nhận tiền qua tài khoản ATM. Đấy. Tóm lại mọi người sẽ phải hiện tại thời điểm này là mọi người sẽ phải sử dụng mobile banking tùy từng ngân hàng mà nó tên mobile bạn.